Đi xuống rồi thôi em sợ, bán đi bao nhiêu anh nếu mình sợ hết rồi chở giống em bán đi một nửa bán hết được nhiều còn bán cũng phủi là bán phủi bán phủi bán hết. Em chỉ muốn tổng nuôi tầm 15 con ổn rồi, yên tâm 15 con thiên chốt chất liệu nhập hết. Chuyển một con cầu sữa bơ lưu cái một số ăn là nó giống cầm của đất anh đừng có mua một con anh mua một con đang nhìn một xe chặt là lưu cá sô ba tất cả để nít được rất là nhiều anh hiểu giống như kiểu là nhóm máu mà phải chơi nhóm máu là có mà đụng cái nào là cũng đang cái nước đi em chơi hai con người ta gọi là chocolate solid cái tùy cũng là một solid thì hai đi kịp hóa ra hậu thể giống đại đa số ở đây chỉ chi còn có không giới cũng vào đấy có cũng Sài Gòn cũng vậy thôi có không giới chính đầu này có không giới 80% tại vì em là một trong những người đi mua cái là những cái mua được rất là tốt.